Xin chào quý vị và các bạn. Thật bất ngờ ha, một thương hiệu lớn nữa, một ông lớn nữa là lại đã ra đi, Starbucks. Một cái tin mấy ngày hôm nay báo chí cũng đăng rất nhiều. Thì không biết vì cái lý do mặt bằng quá cao hay là một lý do nào khác mà thương hiệu Starbucks này nổi tiếng một thời oanh liệt và khiến nhiều người tiếc nuối khi công bố là ngày 26 tháng 8 người ta sẽ trả đi cái mặt bằng. Đó, thì hôm nay Sài Gòn Camera quay cho quý vị và các bạn cái khu vực mà cái quán cà phê Starbucks này mở cửa hàng. Đó là ngay đường Hàn Thuyên. Công viên này là công viên 30 tháng 4, công viên Thống Nhất ạ. Đi lên chút xíu là Dinh Độc Lập và phía trước là nhà thờ Đức Bà. Một cái vị trí rất là đẹp và tiềm năng. Cho nên là mình cũng quá thật sự bất ngờ. Thì hôm nay mình đi phân tích vào tại sao Starbucks là người ta lại trả trả đi một cái cửa hàng đồ uống rất là nổi tiếng so với người dân Sài Gòn. Trước mặt quý vị các bạn đây là cái con đường Hàn Thuyên đây, và thương hiệu Starbucks này có cái diện tích cái cửa hàng này có diện tích là ngang 8,5 m và dài 25 m. Và được cái diện tích đất là khoảng 210 mét vuông, một trệt và hai lầu. Và người thương hiệu Starbucks này là người ta đã mướn ở đây từ năm 2017 rồi. Và một cái thương hiệu đồ uống có tiếng của thế giới mà. Năm 2021 thì cũng thương hiệu này cũng đã đóng cửa một cái cửa hàng tại cái khách sạn Red. Và hiện tại chỉ còn ở Hà Nội một cái quán Starbucks mà thôi. Đó thì cũng nhiều người cũng tiếc nuối ở chỗ là một cái thương hiệu cái đồ uống rất là ngon lành, rất là ngon so với các cái quán khác. Thì mấy hôm nay báo chí cũng đăng rất nhiều và mấy anh môi giới cũng chào cho thuê cái thương hiệu Starbucks này. Là người ta nói trả mặt bằng và cái giá cho thuê hiện tại là khoảng 750 triệu một mét vuông. Một cái tòa nhà đó đó, cái cửa hàng đó là 750 triệu một tháng. Đó, thì mình cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao ha. Và người ta lại trả mặt bằng với lý do gì? Bên tay phải quý vị bạn đây là Dinh Độc Lập này, người ta du khách vẫn đi tham quan ha. Bên tay trái mình đây là công viên 30 tháng 4 hay là công viên Thống Nhất. Trên con đường này là cái con đường Nguyễn Thị Minh Khai, nếu chạy thẳng ra nữa thì ra Bến Thành. Ra nhà hát Bến Thành. Ra ra chợ Bến Thành, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Và mình đi tới đây thì mình quẹo bên tay trái này là cái con đường Hàn Thuyên. Con đường Hàn Thuyên này thì có một đoạn thôi, từ đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này đi về cái hướng Đồng Khởi, nhà thờ Đức Bà thôi. Nó chỉ chừng khoảng 600 700 m gì đó thôi quý vị và các bạn. Đây đây là cái con đường Hàn Thuyên đây, một cái vị trí rất đặc biệt tại vì phía trước là một cái công viên rộng lớn. Đi vài bước chân là tới nhà thờ Đức Bà, đi ngược lại là Dinh Độc Lập. Cho nên là một cái con đường này rất là tiếng tăm ha. Và giá cả ở đây này, trên cái khu vực này hiện người ta chào bán ha, và khu vực Đồng Khởi rồi luôn á, là giá 1 m² đất từ 1 tỷ tới 3 tỷ. Đó, quý vị thấy ghê không? 1 tỷ tới 3 tỷ ngay trung tâm ở đây. Cho nên là mọi người cũng ngạc nhiên tại sao cái thương hiệu Starbucks này đã có mặt ở Việt Nam cũng từ lâu rồi, và cái mặt bằng này cũng 7-8 năm rồi. Rất nhiều người ra đây người ta thưởng thức ly cà phê đồ uống trong cái quán này. Và có thể mình nghĩ là không phải vì giá cả rồi gì đâu quý vị và các bạn, có thể là họ chọn một cái vị trí khác phù hợp hơn so với cái thời gian hiện tại. Ví dụ như trước đây thì khu vực trung tâm này là một cái vị trí tuyệt vời, người ta thấy cái quảng bá cái thương hiệu, người ta làm ăn được, người ta chọn ở đây. Nhưng bây giờ các cái quận huyện á, rất nhiều dự án và có những cái vị trí rất tốt, tập trung nhiều cái nhà tài phiệt, nhiều cái nhà mà nhà giàu, người ta tập trung người ta ở đó. Cho nên là cũng có thể là người ta chuyển đi một cái vị trí khác có giá thuê rẻ hơn và cũng cũng có thể là tiếp cận với được cái giới siêu giàu hơn. Đó, mình nghĩ như vậy. Đó thì cái mặt bằng Starbucks này các bạn này, ở đây thì gửi xe Honda thì ok, nhưng mà các bạn
quý vị mà đi xe hơi á, là cái chỗ đậu cũng hơi khó. À, phải tìm cái chỗ đậu hoặc là cái chỗ để mà đậu được xe hơi. Mà thường thường khách đi xe hơi mới là cái khách có nhiều tiền không? À, nhiều lúc bạn bè 3-4 người chạy ra trên một cái chiếc xe để tới coi như uống đồ ăn thức uống ở đây. À, cho nên cái khách đó là cũng thuộc lại khách xịn. Đó thì hiện tại này, sau khi mà Starbucks tuyên bố là có thể trả lại mặt bằng và dời đi, thì người ta đang, các em môi giới đang chào với giá là khoảng 750 triệu một tháng, nghĩa là bình quân mở cửa ra là 25 triệu tiền mặt bằng. Đó nghĩa là 25 triệu tiền mặt bằng ha, nghĩa là một năm như vậy là được 9 tỷ là tiền mặt bằng không. Thì 9 tỷ quý vị và các bạn có thể mua nhà phố ha, mặt tiền các khu vực như Gò Vấp rồi Thủ Đức cũ ha, Bình Tân rồi Tân Bình rồi Bình Thạnh rồi, và rất cái nhiều cái quận huyện khác có giá từ 9 tới 10 tỷ là ngon lành rồi, trong khi giá thuê là chỉ có một năm của cái khu vực này. Nội tiền mặt bằng không, một ngày đã phải trả 25 triệu rồi, chưa tính cái tiền lương nhân viên này, điện nước này, tiền khấu hao tài sản này, tiền thuế này, không? Cho nên là một cái con số rất kinh khủng. Bây giờ mình làm một cái phép tính sơ bộ thôi quý vị bạn, một phép tính sơ bộ thôi. Ví dụ như mình bán một ly đồ uống ở Starbucks này là khoảng 65 ngàn cho tới 200 ngàn đồng. Thì bây giờ mình lấy bình quân là khoảng 100 ngàn đi, 100 ngàn. 100, 103 ngàn một ly. Như vậy 25 triệu tiền mặt bằng thì phải bán 250 ly, đó là tiền mặt bằng không ha. Và chưa tính vốn ở trong đó này, chưa tính vốn. Cho nên mà khi tính vốn rồi và tính tiền lương, tiền chi phí này kia, tiền ấy thì phải bán một ngày trên 250 ly thì mới được. Đó, và một cái con số mình thấy khủng khiếp không? Con số khủng khiếp. Đó, thì không biết mở cửa ra thì cứ khách khứa đồ như thế nào ha. Thì ở đây thì mình nghĩ là không phải lý do là cái tiền mặt bằng nó cao thấp, tại vì các cái thương hiệu lớn á, người ta muốn quảng bá cái hình ảnh, quảng bá cái thương hiệu, thay vì người ta tốn cái chi phí tiền quảng cáo chẳng hạn, thì người ta thuê mướn mặt bằng những cái vị trí đắc địa để tiếp cận với những cái giới coi như là siêu giàu, những giới có tiền, những cái bạn mà coi như là kiểu như là thiếu gia rồi này kia đó, không? Hoặc là những người lâu lâu ra du lịch, người ta sẽ có những cái vị trí để người ta thưởng thức, người ta chụp hình, chụp ảnh, người ta trải nghiệm. Đó, cũng có thể là ở mặt bằng này người ta lỗ vốn, nhưng mà ở mặt bằng kia thì người ta lại lời, ví dụ như thế ha. Cho nên những cái ông lớn làm ăn thì mình cũng không thể mình biết được, và đó là chẳng qua mình phân tích để nhìn thấy những cái con số khủng khiếp thôi. Đây thì trên cái đường đồng khởi đó quý vị và các bạn, đường đồng khởi thì cũng vậy thôi, giá cả rất rất rõ. Vừa rồi thì cũng có bảng giá đất sơ bộ để mà đưa ra lấy ý kiến đó. Thì cái khu vực này là có giá là tới 810 triệu một mét vuông nha. Đó là đơn giá nhà nước, nhưng mà bây giờ chưa có ban hành. Cho nên là trên trục đường này thì cũng rất là lớn, cái giá trị cũng rất là cao. Đó, trở lại cái ông lớn Starbucks ha. Thì như mình đã nói là giá khu vực ở đường Hàn Thuyên là từ 1 tỷ cho tới 3 tỷ một mét vuông nha, 3 tỷ đồng một mét vuông. Nghĩa là nó tương đương với khoảng 40 cho tới 120 ngàn đô la một tháng, một mét vuông á, chứ không? Thì ví dụ như căn nhà mà Starbucks thuê á, là 210 mét vuông. Đó, thì mình cho đi lấy tròn đi cho nó dễ tính là khoảng 250 tỷ. 250 tỷ. Và nếu quý vị và các bạn gửi ngân hàng 250 tỷ một năm, đó, thì các bạn thu về có thể là khoảng 15 tỷ cho tới 18 tỷ. Đó, khoảng 15 cho tới 18 tỷ, 0,5 rồi gì đó thôi, ví dụ như vậy, một tháng thôi, ví dụ vậy đó. Thì một năm quý vị lấy về là khoảng 15 cho tới 18 tỷ một năm. Nghĩa là tương đương với lại khoảng 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ rưỡi á, 1 tỷ rưỡi đó một tháng. Đó, tương đương 1 tỷ rưỡi một tháng. Nghĩa là nó hơn gấp nhiều lần cái giá mà Starbucks thuê nha. 700 rưỡi nha. Thì có thể không phải do giá thuê, mà mình nghĩ là ở thành phố này bây giờ có rất nhiều cái khu dự án người ta mở ra làm những cái khu siêu đô thị. Đó.
Nếu mà đi trải dài ra các quận huyện như quận 9 này, ha, Bình Chánh này, quận 7 này, ha, tất cả các quận, nói chung tất cả các quận người ta có những cái dự án rất là hoành tráng luôn. Và có thể có những cái vị trí tốt hơn trong thời điểm này, thì các cái thương hiệu lớn người ta nhìn ra vấn đề, có thể là người ta chuyển hoặc là người ta mướn một cái mặt bằng nó rẻ hơn nhưng mà cái hiệu quả hơn chẳng hạn, thì mình nghĩ như vậy. Thì cho nên trở lại cái mặt bằng Hàn Thuyên thì như mình đã nói đó, với cái số tiền mà ví dụ người ta bán, người ta gửi ngân hàng thì cái giá thuê không là nghĩa nghĩa lý gì. Cho nên là cũng có thể một cái lý do khác chứ không phải là vì lý do cái mặt bằng nó quá cao của việc bạn. Cũng có nhiều cái ý kiến khác nhau, người ta nói là tại sao lại tăng giá lên mặt bằng từ 700 triệu lên 700 rưỡi đó chẳng hạn. Nhưng mình nghĩ đó không phải, đó là người ta chào giá như vậy. Nhưng khi quý vị và các bạn vô đàm phán thì cái giá có thể còn thấp xuống, tùy theo hai bên đàm phán và cái thời gian thuê rồi tiền gian đặt cọc đồ này kia không, thế chân đồ này nó không, thì mọi việc nó sẽ không như mình nghĩ. Đó thì đây cũng là một cái câu kết để mình nghĩ là video này, cho video này ở cái chỗ như vậy, nghĩa là không phải mặt bằng quá cao mà người ta lại dời đi, và có thể do cái chiến lược của họ trong thời điểm này, ví dụ như là cái lượng khách lui tới ở khu vực này nó không còn đông như ngày xưa. Đó, người ta đã chọn một cái vị trí khác, người ta đã nghiên cứu thị trường, đó, người ta phát triển ra một cái khu nào đó chẳng hạn. Đó thì trên cái đó là những cái suy nghĩ theo cái hướng chủ quan của Sài Gòn Camera. Còn quý vị bạn nghĩ sao thì cũng để lại cái ý kiến ha. Và như mình đã nói là một cái mặt bằng ở khu vực này thì giá trị vẫn lúc nào cũng là hot hết quý vị bạn. Có thể người này không thuê, thương hiệu này không thuê thì thương hiệu khác thuê. Mình tại vì mình không có tiền nên mình nói giá trị nó đắt đỏ quá đi thôi, chứ mà thực ra những cái tập đoàn lớn, những thương hiệu lớn thì người ta không nghĩ về cái việc tiền thuê mặt bằng, mà đó là một hình thức để người ta quảng cáo, người ta quảng bá cái sản phẩm của họ, ví dụ như vậy, hoặc các cái văn phòng đại diện tiếp xúc với khách du lịch, khách quốc tế rồi này kia không. Đó thì nãy giờ mình nói về cái thương hiệu Starbucks, bây giờ đây là cái con đường đồng khởi cho cái việc mà này mình đi xuống đây là cũng gần cuối đường rồi. Khu vực này thì cũng có rất nhiều cái nhà hàng, khách sạn, những cái vị trí buôn bán, mặc dù những cái nhà phố nó nhỏ thôi nhưng mà người ta vẫn buôn bán và giá thuê ở đây cũng rất là cao. Đó thì như mình đã nói đó, cái giá đất vừa rồi theo giá nhà nước nha, đang đề xuất là khoảng 810 triệu để tiếp cận với giá thị trường, nhưng mà giá ở đây thì bây giờ cao ngất ngưỡng. Đó, có những cái mặt bằng quý vị các bạn thấy không, người ta để khá lâu rồi nha, người ta để khá lâu rồi. Bây giờ vẫn treo biển cho thuê. Ví dụ như giờ có những cái vị trí mà người ta hạ giá xuống để cho thuê, chứ bây giờ ví dụ như mình để 3 tháng 4 tháng mất đi hàng hàng trăm triệu ngay, chứ không phải đơn giản. Đó, ví dụ nói là bây giờ tăng lên 50 triệu một tháng như vậy, thì ví dụ như 12 tháng. Đó, 12 tháng thì 50 triệu cho 12 tháng thì khoảng 600 triệu. 600 triệu mà đó, 600 triệu một năm ha, 600 triệu một năm. Đó, như vậy là nếu mà bỏ trống đi 3 năm. Đó, bỏ trống đi vài tháng thì quý vị thấy không, cái số tiền mà nó bù lại rất là ấy không, rất là lớn luôn á. Nghĩa là mất đi phải 3 năm mới bù lại được, 3 năm mới bù lại được cái tiền mà chênh lệch đó. Cho nên là người ta cũng nghiên cứu kỹ, không phải là vì tăng giá hoặc vì thế này thế kia đâu, cái việc hoặc trong thời điểm khó khăn này thì chủ nhà nào người ta cũng muốn để mặt bằng cho thuê ổn định và hai bên thỏa thuận với nhau. Nhưng mà mình nghĩ chắc một trong hai bên người ta có một cái lý do nào đó, mà mình nghĩ là do cái thương hiệu đó thôi chứ không phải là do chủ nhà. Đó, hiện tại trên đường này thì cũng có khá nhiều khách du lịch nha, có khá nhiều khách du lịch. Và ở đây thì người ta vẫn buôn bán làm ăn. Bên cạnh đó thì cũng có những cái cửa hàng người ta đóng cửa và cho thuê khá lâu. Cũng có thể là nhu cầu người ta không có, nhu cầu người thuê không có. Cái thứ hai nữa là bây giờ khi thuê thì người ta bán những cái mặt hàng gì với những cái cửa hàng nhỏ nhỏ như thế này để lấy tiền trả mặt bằng. Đó cũng là một trong những cái bài toán của những người kinh doanh. Đó, cho nên là mình đi mình ghi nhận lại những cái thực tế nha quý vị, thực tế thôi, và cũng đưa ra một vài ý kiến chủ quan.
Bạn nào có những cái ý kiến nào hay thì cũng để lại cho mọi người cùng biết ha, tham khảo. Chứ còn ra khu vực này thì mình thấy nó ghê gớm lắm quý vị, tiền nhà, tiền đất, tiền thuê, mặt bằng đồ ghê gớm lắm, và chi phí ở đây cũng khá đắt đỏ. Ví dụ như quý vị và các bạn ra đây ăn một cái bữa cơm, uống một ly nước thì giá là phải gấp đôi các cái khu vực khác rồi, gấp đôi gấp ba luôn. Nếu vào những cái cửa hàng sang trọng hơn thì giá gấp 5 gấp 7 đó. Cho nên là mình nói rồi, ở đây này mà dân thợ hồ nha, mình nói về dân thợ hồ nha, ra đây mà sửa chữa hoặc làm ở khu vực này thì mấy anh em công nhân là than trời luôn, tại vì ăn một bữa cơm á, bằng gấp đôi với các cái quận huyện khác. Ví dụ như các quận huyện khác ăn 25 ngàn là no rồi ha, nhưng mà ra đây là phải 40-50 ngàn mới ăn bữa cơm no, cho nên người ta rất là sợ. Trong khi tiền lương á thì các cái nhà thầu người ta trả thì không có cao hay không có tăng, ví dụ như làm quận này cũng chừng đó lương, làm quận kia cũng chừng đó lương, cho nên thợ hồ ra khu vực này rất là sợ. Nhưng mà vì làm ăn lâu dài với các cái chủ thầu nên người ta phải đi thôi. Đó thì đó là một trong những cái lý do mà hôm nay Sài Gòn Cabana muốn đi về trung tâm thành phố, nhân cái dịp Starbucks trả lại cái mặt bằng ở Hàng Thuyên, để mà cho quý vị và các bạn cùng xem những cái video thực tế. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe và thành công. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Và một lần nữa, xin thân ái chào tạm biệt.